Hello, xin chào. Của bác hôm nay dùng điếu sẽ giới thiệu bác một con chia gai và một con nứa lên nước các bác ạ. Hàng lâu năm rồi, bác cứ xem ạ. Đây là hàng lên nước tự nhiên nhá, không sơn. Đấy. Đây là hàng lên nước tự nhiên nên cái màu lên nước nó sẽ tối lại. Có ba cấp độ màu cho các bác: ngã vàng, đũa mận và đen cánh nhám. Khi nào đen cánh nhám thì khi đấy các bác đã bồng phổi, các bác đã bọc đồng ở cấp độ 5 rồi. Đấy, cực kỳ đẹp luôn và sang trọng cho các bác. Đây là một con nứa đấy, một vợ một chồng luôn, chồng thì nam đấy, chia gai. Đây hàng chia gai, chia gai lên nước các bác nhá, lên nước tự nhiên, hàng vip xịn sò cho các bác. Bác nào thích con nào thì nhanh tay lên ạ, duy nhất thôi, hàng vip cho các bác đấy. Phụ kiện thì không nói làm gì rồi, vì cái tay tiền này là tiền triệu, các bác yên tâm về phụ kiện cũng như tiếng kêu, cho các bác bảo hành cho các bác luôn. Cảm ơn các bác đã xem livestream của em Dương Điếu. Đấy. Còn bác nào muốn bắn cái loại này, bắn một bi phát ngã ngửa người luôn, cực kỳ đậm khói mà say khói cho các bác luôn. Hàng lâu năm nên cực kỳ là hiếm. Đấy. Đấy, may mắn thì em mới sở hữu được hai con tác phẩm này. Xin chào các bác ạ.